chiều bên sông thấp thoáng ai đưa con đò, tiếng đàn bầu nao lòng người xa cô hương. Nhà bên sông có một người lặng lẽ, mắt nhìn theo bóng người cuối chân đê. Phận hồng nhan có mấy ai an lành, cuối dòng đời xuôi ngược cùng hư không. Giữa dòng trôi biết đâu bên trong bên đục, tiếng hò nghe nghẹn lòng bến sông xưa. Anh. Có chuyện gì? Anh vô ngồi đi đã. Tôi phải đi về phòng. Thì anh cứ ngồi xuống đi. Có chuyện gì cô nói đi. Em muốn xin lỗi anh chuyện bé Thịnh. Em là mẹ mà để cho con mình phải bị như vậy, em thấy có lỗi với cha má và anh. Chuyện qua rồi, em đừng có nhắc tới nữa. Không ai muốn điều đó xảy ra đâu. Bây giờ con không còn nữa, anh thì không ngó tới em. Em cảm thấy trống vắng quá. Em còn trẻ, tương lai còn dài. Đừng có nói bậy nữa. Em nhớ con mình quá. Còn anh á, có nói quà gì tới em đâu. Em về đây có một thân một mình. Em chỉ biết có một mình anh à, mà anh thì lại... Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi về đây.
Bữa nay á, tôi có kêu tụi nhỏ chuẩn bị toàn là những thức ăn mà ông thích không à. Chút nữa ông nhớ nhiều nhiều nha. Cảm ơn bà nghe. Dạ, chào cha. Con chào cha. Chào má Tư. Má Tư. Ôi trời ơi, bữa nay á, hai cái đứa này nè, bày đặt dậy trễ nữa chứ. Nè. Trời ơi, hôm nay á, coi bộ sắc mặt của con Mai á, nó phơi phới à. Đúng là người đang yêu có khác. Đâu có giống như ai kia, hết thời rồi, nhìn cái mặt cũng thấy khác nữa. Thôi, vô ăn cơm đi, ha. Chắc bữa nay á, có đứa nó no rồi. Tối qua ăn hương hoa tình yêu không à. Bữa nay đâu cần ăn cơm đâu ông. Má Tư, má Tư cứ ghẹo con hoài ạ. Mày mận gì vậy Sen? Mày mận cái gì cũng phải cho đàng hoàng. Mày làm vậy hư đồ hết. Cuối tháng bị trừ lương á là bể chén nghe con. Nhưng mà con tức quá Nam ơi. Tức cái gì? Thì cái bà đó đó, cái bà khó ưa giả tạo đó đó. Con không hiểu làm cách nào mà cậu Sanh yêu cho được nữa. Chàng ơi, cái chuyện vợ chồng của người ta, mày biết cái gì mà tức chứ không tức không biết. Con biết chứ sao không biết. Bà Nam nghĩ đi. Tự nhiên hả, bà thì vui cười hớn hở. Còn ở hai nhà mình á thì buồn bã rầu rĩ. Trời đất ơi, bà làm như bà cướp được của người ta bà vui lắm hay sao vậy? Đúng rồi. Thì ta nói vợ chồng mới cưới, ai mà chẳng xảy ra chuyện này chuyện kia. Chứ cái hồi sống với nhau lâu rồi á thì mới hiểu tánh nhau, thì hòa lại là chuyện thường chứ gì đâu. Nói chung con thấy á, đàn ông ai cũng tham lam hết. Một vợ bộ chưa đủ hay sao, muốn thêm nhiều vợ nữa mới chịu. Sen. Vậy đừng có quơ đũa cả nắm. Chỉ có người giàu mới có nhiều vợ thôi. Nè 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 nè, đụng chạm nha. Tôi cũng là đàn ông mà. Nghĩ sao vậy? Quơ đũa cả nắm sao? Thấy chưa? Nó nói đụng chạm tới người ta luôn rồi đó. Nhưng mà tôi nói thiệt chứ bộ. Nhìn trong nhà này đi, đàn ông ai cũng hả hai lòng hết đó, không ai chung thủy hết trơn. Nè nè nè, nói vậy là đụng chạm đó nha. Tôi cũng là đàn ông nè. Thấy chưa? Đó, đụng chạm ta nữa rồi đó. Mà nói chung á là đàn ông không có ai chung thủy hết. Đúng. Chỉ trừ Tèo ra thôi, đúng không? Không. Gì kìa? Bởi vậy ta nói không ai biết trước được chữ ngờ đâu. Rồi, giở tay lên. Khui nè, lật nha, lật đi. Lật lên, lật lên, lật lên. Lật lên, giở đi. Lật nè. Khui. Giở tay lên. Mới mấy giấy hết tiền rồi. Hết đâu mà hết. Sơ, tao còn tiền nhiều lắm nè. Sao hôm nay xui vậy cậu cả? Mới mấy giấy hết tiền rồi. Mày có im không? Cái gì mà ồn ào quá vậy? À, con của ông hội đồng đây mà. Hôm nay sao nghèo nàn quá vậy? Nghèo cái gì? Cho mượn ít tiền đi. Mượn cái gì? Tiền dưới đâu mà mượn? Ông hội đồng lắm vàng nhiều bạc, về lấy tiếp mà chơi. Thôi mà, hôm nay tôi kẹt, cho mượn ít tiền đi. Tốt. Dạ. Đưa cậu mày về. Dạ. Nè, cho tôi mượn ít tiền đi mà. Mà cậu. Nè, khoan đã. Mà cậu. Cậu, cho tôi mượn ít tiền đi mà. Tôi phải gỡ chứ. Mà cậu ra. Nè, cậu chạy đi. Chạy đi. Rồi, tiếp nha, tiếp nha. Rồi, tiếp đi. Hai đồng phải không? Đây, 5 đồng nè. Vô đây nè. Rồi, 5 đồng chơi luôn. Chị ơi. Dạ, anh tới rồi hả? Dạ, cháu sao rồi chị? Dạ, để tôi vô tôi bồng nó ra. Dạ. Đây.
cháu nó ngoan lắm. Dạ. Chắc nó khát sữa rồi đó. Dạ. Anh đem về cho nó bú đi. Dạ. Nè. Cảm ơn chị nhiều nghe. Không có gì. Hôm nay ế khách, tôi không có tiền mua sữa cho cậu rồi. Làm sao bây giờ? Lại có chuyện gì nữa à? Tôi đang bực mình. Bà đi chỗ khác đi. Cậu bực mình chuyện gì? Nói cho tôi nghe đi. Biết đâu tôi giúp được cho cậu. Chuyện của tôi chả ai giúp được cho tôi đâu, kể cả bà. Nhưng mà là chuyện gì? Cậu không nói thì làm sao mà tôi biết được? Cậu nói tôi nghe thử coi. Bà thử nghĩ coi, coi tôi có tức hay không chứ. Vừa rồi nè, tôi bị người ta coi thường. Người ta nói tôi á là đường đường là một cậu cả trong một gia đình giàu có như vậy, mà tiền của tôi á còn thua một thằng làm công nữa kìa. Tội cậu thiệt đó. Mà bà cả này cũng quá đáng quá. Chơi gì đâu mà ác nghiệt thiệt. Cắt hết tiền lương, tiền ăn của cậu thì làm sao mà sống chứ. Thì đó, nếu không tại bà ta, tôi đâu có bị coi thường như vậy đâu. Đúng là cái chuyện này tôi không thể giúp gì cho cậu. Má cả của cậu đã nói như vậy rồi thì đâu có ai dám cãi lời lại. Thì tôi đã nói với bà rồi, cái chuyện này cho dù tôi có nói ra thì bà cũng không giúp được gì cho tôi mà. Thôi bà đi đi. Tôi không thể giúp được cậu lay chuyển bà cả, nhưng mà tôi có thể cho cậu mượn tiền để cậu tiêu xài. Bà cho tôi mượn tiền hả? Bà nói thiệt không? Đương nhiên. Tôi cũng không có muốn cậu bị người ta cười vô mặt. Bởi vì cười vô mặt cậu thì cũng chẳng khác nào cười vô cả cái gia đình của ông hội đồng. Ở nhà chỉ có một mình bà. Không, ở nhà chỉ có một mình má Tư là hiểu và thông cảm cho tôi thôi. Còn bà ta hả, ỷ thế cậy quyền, lúc nào cũng ức hiếp tôi hết. Nè, cậu á, cầm số tiền này đi. Nhưng mà nhớ, cậu phải xài tiền làm sao, đừng có để mất mặt cậu cả nghe. Dạ, cảm ơn má Tư. Thôi tôi về trước đây. Xe kéo. Dạ. Tôi nhất định sẽ không để cho bà đắc ý lâu đâu. Nè, gọi thôi. Cảm ơn cậu. Bữa nay bà vô mánh nè nghe. Trời ơi. Trời ơi, bữa nay quán tôi vô mánh rồi. Coi được không? Mới giờ này mà sai như vậy đó, coi được không? Tôi không có được vui. Tôi đi uống chút rượu với bạn bè mà cha cũng cản tôi, không cho tôi đi là sao? Nè, con nhìn cái điệu bộ của con đi. Con coi con có xứng đáng làm cậu cả của gia đình này không? Cái nhà này đó hả? Cái nhà này có bà cả là được rồi. Cần chi cái thằng cậu cả hữu danh vô thực như tôi nữa. Nè, con không được hỗn với má cả con, nghe chưa? Cậu Bình, cậu đừng có ăn nói như vậy. Má cả buồn lắm đà.
Thôi, cứ để cho cậu ta nói hết những gì trong lòng của cậu ta muốn nói đi. Được, tôi là cậu cả đúng không? Sau này cái gia tài sự sản này phải thuộc về tôi. Thì bây giờ tôi cũng phải có quyết định trong căn nhà này chứ. Bình à, con về đây con nhận cha hay là con nhận cái gia tài này? Sao lúc nào con cũng đề cập tới cái gia tài này hết vậy? Cha của con không phải có một mình con đâu. Mà ngày nào cha má còn sống, còn trên giấy tờ, thì con chưa có quyền lên tiếng đâu nha con. Còn nữa, người xứng đáng để hưởng cái gia tài này phải có bản lĩnh để quản lý cái gia tài này. Nếu không, dù có là con cả thì cũng không là cái gì đâu nha con. Con à, con đừng có nghe lời người ta khích bác á, rồi về quấy rối gia đình này nghe không con? Nè, con vô phòng nghỉ đi, rồi suy nghĩ lại lời má cả nói. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé, bỏ bè con thơ. Con bú nghe. Làm sao mở miệng xin sửa được đây? Lỡ mai cổ hiểu lầm thì chết. Kiểu này không có được rồi. Thân mình lo chưa xong, làm sao mình lo cho thằng nhỏ này được? Mình lại không có biết cách nuôi con nít nữa. Chắc tìm người nào đó gửi nó thôi. Sao khóc dữ vậy? Đừng khóc nữa. Ngủ đi ha. Cậu cứ yên tâm đi. Sáng mai tôi đi tìm người, tôi gửi cậu. Cậu sẽ có một cái chỗ ở tốt hơn nghe. Rồi ráng ngủ đi cậu. Ví dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẻo đập rình, không đi được ngang.
Hầu ơ, nín đi cậu ơi, cậu ngủ đi nghe. Ô, rồi rồi rồi. Hầu ơ. Rồi ơ. Rồi rồi. Hầu ơ. Di dầu cầu Giang Đông Đình. Trời ơi, khóc khóc hoài. Chắc là đổi sữa phải không? Đi qua bên kia ngủ đi. Tôi đã nói là hôm qua anh qua bên kia ngủ được rồi. Tại sao hôm nay ông qua bên kia ngủ đi? Không, không đi. Hôm qua ngủ được mà. Tại sao bữa nay ngủ không được? Tại tối hôm qua cô nói cô buồn, cô nhớ con, cho nên cần có người tâm sự. Thấy như vậy cũng tội nghiệp, cho nên anh qua anh ngồi nói chuyện với cổ thôi. Ai ngờ uống xong ly trà cái tự nhiên ngủ lúc nào cũng không hay. Chắc dạo đài công việc nhiều quá, sức khỏe không được tốt, cho nên ngủ lúc nào cũng không biết luôn. Rồi công việc có tốt không? Nói chung công việc cũng không có suôn sẻ lắm. Có một số trục trặc. Mấy bữa rày anh với cha nhức đầu lắm. Nằm xuống đi, xoa bóp đầu cho. Thiệt hả? Lại đi. Trời ơi, đã quá ta ơi. Không có gì sướng cho bằng được vợ. So đầu cho. Ây da, nhẹ nhẹ thôi, đau. Hiểm nguy. Dạ đi. Đã đến lúc mày xuống mau rồi. Đối mặt với tử thần. Tên hung thủ chính hắn. Bản lĩnh kiên cường ấy đã khuất phục bản năng nguy hiểm. Tội phạm giết người đều có một khuôn mặt rất là ác và có ác cảm với người xung quanh. Chết đi. Gió Thành Tâm, Lê Bê La, Hòa Hiệp. Đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bản Năng Nguy Hiểm 19 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.